Mình không nghe người ta nói hả? Đi du lịch chính là di chuyển từ chỗ nhàm chán của mình tới chỗ nhàm chán của người khác đó sao? Trời đất, lần đầu tiên tôi mới nghe định nghĩa du lịch là vậy luôn đó. Nếu vậy chị có thể ở nhà nghỉ ngơi mà. Thôi đi, Bình lúc nào cũng đánh trong lãng hết á, lúc nào cũng muốn cản tôi, không cho tôi nói. Cái mà tôi muốn nói đó là một thứ tình cảm thuần khiết, nhưng mà bây giờ cái thứ tình cảm đó nó lại đến không đúng lúc, không đúng người, không đúng hoàn cảnh. Rồi, sao chị uống nhiều vậy? Chị Xín hả? Chị Lan, chị Lan. Chị Lan. Chị Lan à? Anh mới chỉ nói cho tôi biết lý do tại sao anh ghé vô tiệm của tôi coi chùa, chứ anh chưa nói cho tôi lý do tại sao lại mua bức tranh của tôi mà. Là bởi vì tôi thích nó. Vậy thôi hả? Vậy thôi. Nhưng mà bây giờ tôi không muốn mua nó nữa. Hết thích rồi chứ gì? Không phải, cô đừng hiểu lầm. Tôi muốn đổi quyền mua bức tranh đó bằng một chiếc ghế được không? Một chiếc ghế? Một chiếc ghế để ngồi vẽ ở tiệm của cô mỗi khi buồn. Được thôi, miễn là anh đừng có thường xuyên buồn quá. Tại vì tôi cũng không nỡ lấy tiền mắt chỗ ngồi đó của anh đâu. Bất chấp mọi thứ. Em nói gì là sao? Mộc Lan đó. Em lại vậy nữa rồi. Anh đã nói rồi, tụi anh không có gì hết. Bà không có ý gì với anh, tôi đi đầu xuống đất đó. Còn anh, mở miệng ra là chớ leo lẻo à. Mà người ta kêu đi đâu thì anh đi đó. Bởi vậy bà mới được nước lấn tới. Đâu, xà nẹo với nhau. Xà nẹo cái gì? Em có tận mắt chứng kiến tụi anh xà nẹo không? Người ta là chủ của mình mà, người ta trả lương cho mình, đó là yêu cầu công việc. Bộ công ty vậy có một mình anh làm việc thôi hả? Ở nhà rồi toàn tưởng tượng mấy chuyện gì đâu không à. Em nói cỡ vậy mà anh vẫn muốn đi làm hả? Anh ở nhà thì em chì chiết anh, anh đi làm chút nói này nói nọ. Em muốn anh phải làm sao? Anh có giỏi là anh đi luôn đi. Để tôi nói thẳng luôn nha, chị từ bỏ anh Bình đi. Kỳ, Kỳ.